lý do thứ hai mà tôi có ác cảm với ngày tết đấy là mẹ tôi đừng hiểu lầm mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời vì một người đã gồng gánh nuôi bốn anh chị em tôi trưởng thành thì dứt khoát không thể chê vào đâu được nhưng vấn đề của mẹ là mẹ thương con dâu quá lúc nào cũng con gái mẹ đỉnh con gái mẹ giỏi quá năm sau cố gắng làm nữa nữa nhớ thế còn con thì sao con cũng có câu mà đâu phải vợ con nằm ngửa ra đấy là tự nhiên chửa đâu có lần vợ tôi làm vỡ cái bình gốm cổ của mẹ <laughs> hình phạt duy nhất vợ tôi phải nhận là một cái vỗ nhẹ vào đầu cùng câu nói không sao con yêu ai cũng mắc sai lầm mà còn tôi thì sao á <cười> 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 <cười>